Quá trời quá đất người không. Rồi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tham quan cái khu gành đá dĩa nha các bạn, của tỉnh Phú Yên. Đây là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia các bạn. Từ cổng chúng ta sẽ đi mua vé 20.000 cho người lớn. Rồi chúng ta đi bộ vào. Một là đi bộ, hai là đi đi xe dịch vụ, nó chở vào 5.000 người à. Mà đi bộ vô nó có mấy trăm mét nè. Đi bộ cho nó khỏe. Đường đi bộ này nó có cái hành lang đi bộ, có mái che, rất là thoáng mát các bạn. Khung cảnh xung quanh núi đồi ha các bạn, cây cỏ. Đây có một cái nhà lưu niệm hồi xưa, bán các vật dụng của người dùng Tây Nguyên các bạn. Đây có bán đồ lưu niệm. Đây. Đó, tham quan. Dịch vụ xe điện thì có 5.000 người. Đi vô có mấy trăm mét à. Đây là nhìn từ trên cao nhìn xuống các bạn. Nay ngày cuối tuần cho nên nó đông kinh dị luôn, rất là đông các bạn. Đây được đánh giá là di tích cấp quốc gia nha các bạn. Gành đá dĩa, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên các bạn. Chúng ta sẽ đi xuống lối này. Lối đi xuống lót đá. Cũng giống như các tảng đá xếp vô lên nhau. Thì gành đá dĩa này nó
có từ cả trăm ngàn năm rồi các bạn, từ thời xa xưa rồi, do cái núi lửa phun trào xuống cái nham thạch của nó khi tuôn xuống gặp nước biển các bạn, nó sẽ đông cứng lại, nó đột ngột đông nguội lại rồi nó nổ ra, nó nứt ra, nó tạo thành những cái mảng viên gạch hình thù, hình tròn, hình lục giác, tam giác này nọ, rồi nó xếp chồng lên nhau nhìn rất là kỳ lạ. Rồi. Đừng nhìn từ trên cao đây các bạn. Nó những tảng đá hình lục giác chồng lên nhau nè các bạn. Nó giống như củi than nha các bạn, củi đốt nóng xong rồi mình xịt nước lên cái nó bắt đầu nó như than đá vậy nè. Như cục than ở đen thùi lùi à. Đen lắm. Đó. Nói chung là cái này đi mùa khô thôi, mùa mưa nó trơn trượt lắm. Này các bạn. Đó, những viên đá hình thù nó nứt tự nhiên ra các bạn, tạo hình lục giác. Rất là tự nhiên. Đàn kia còn xinh hơn. Đông lắm. Này mà các bạn muốn đi chụp hình sống ảo thì chỉ đi những ngày trong tuần thôi, chứ còn đi ngày cuối tuần là nó đông vậy, khó lựa chọn được cái góc chụp mà không có người đông như kiến quá là trời đó các bạn, như than vậy đó. Đó. Người không là người, quá trời người đó. Khó mà kiếm được.
nước trong vắt các bạn. Nước trong vắt. Có hai cổng xuống. Xuống cổng nào cũng được các bạn. Đi một vòng mình sẽ lên lại cổng bên kia. Quá trời quá đất người không. Quá trời người là người. Phía bên này cho, còn phía bên này cái bảo tàng đó. Bên phía bảo tồn này nó có những viên gạch rất là thuần tự nhiên nha các bạn, không có dấu chân người đó, cho nên nó còn cái vết tích của nhung nham mà gặp nước nó nhúm lại các bạn, nó không bị dấu vết chân giày dép nó dẫm lên. Nước rổ nè. Rồi quay một vòng nữa rồi chúng ta đi ra. Nói tóm lại một câu đó là không nên vô đây, nó chẳng có con khỉ gì hết, tốn tiền mà chẳng được gì hết, nói chung cũng 20.000 thôi các bạn, hợp lý. Vô là chụp hình rồi, hồi nãy chúng ta xuống bằng đường kia, bây giờ chúng ta lên bằng đường này.
Mày biết con cá trà con gì không? Gì con gì? Con nó có gì? Đồng quá đồng. Nhìn xa xăm nha. Toàn người là người. Rồi, toàn người là người. Khiếp đảm. Nắm nào đi đấy thì ngán nha. Rồi xong một vòng. À, đường đi xuống này là đường đi xuống thứ hai. Đường đi có vẻ dốc đứng hơn. Dốc đứng hơn đường bên kia các bạn. Chỗ nào sần sần. Có mỗi cái đá với nước thôi. Có một cái rất là đặc biệt khác so với cái đá khác. Đó là cái đá đây là nó đang kể một câu chuyện về chồng. Rồi, chúng ta lên đến đến cổng. Toàn cảnh rồi, kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.